Tôi cũng biết xài điện thoại. Em nằm kìa. Em sốc ngủ kìa. Ngay với cái mền dễ thương luôn. Không dám động, sợ em giật mình tội nghiệp. Trốn ở trong ngủ, rút vô ngủ. Bé bé sốc đang ngủ, giấu mặt vô ngủ. Em chung vô đó. Hồi nãy ngủ chung vô mình tôi mà tôi phải đi tiểu thường xuyên làm sao đây? Tội nghiệp. Nằm ngủ ấm mấy thương tội lắm. Thôi để em ngủ đó đi, mami nằm né vô cũng được. Chỉ sợ nó đi toilet này kia bậy bạ dơ rồi không có chấp nhận thôi. Phải có cách nào thôi, chứ còn ngủ là chuyện nhỏ, ăn ở là không có vấn đề. Nhà đương dọn dẹp mà xong hết rồi. Một chút nữa. Chín giờ 32 phút tối, nhà có khách. I do have a visitor. September 4, 2021, 9:32 p.m. Once again, Saturday time. I have a baby squirrel. She come visit me. I saw her at the main door, so I am take her in, give her some food. And she lay this one with honey. She love it and she bite it, try to eat some, not much. But I feel bad. I want the baby eat more and more and more. I don't feel she eat enough and she needs some milk. But I only have a power home meal for human, not for animal. Don't have the needle, something to feed her. To go in the closet tomorrow. Hope I still have one in there. Now I know I need one. I saw before I don't find it. People moving down, you know, I should keep it. Right? Or give her meal, you know, I feel bad. She need it right away, hungry, starving. Where the mommy? Hope can find her mommy and return her back to her own animal. Look at this, so cute. She sleep. So super cute. Let's see, sleep. Don't bother her, right? The baby needs sleep time. That's why she keep them on my body, because I know she wants sleep. But I need to see she eat it for sleep, baby. Okay? You cannot know it, but she doesn't eat well. Feel bad. Feel bad for the baby. Very feel bad. Broken heart, you know. Somebody make video by the phone, by the door. And I saw she just right there. She doesn't move. And then I pick her up. She let me pick her up. I surprised. And third, no, she let me third. And then from there, I feel want to give her some food, feed her something. But baby don't know which one right for her. I didn't expect she easy, simple, let me third her. Nè, tối rồi. I don't want she lost air, you know what I mean? She need the fresh air for sleep. I don't want no air in there. No way can breathe in. You should sleep another side, baby. Now mommy have to go this side. This pen for go out, not for go on bed. My pen have to go out. The pen go out do thing. The pen on bed, not this one.
anh à, cái thứ ba không có được mềm, nó nhung, có cái nào đủ mềm cho em không ta? Cái này cứng thô, cái này mềm. Thôi kệ nó, em nó ngủ vậy đi. Để mà mì transfer file rồi lấy điện thoại rồi xí xỏ. Công nhận dạo này Linh như thần như mèo luôn, không giỡn, mới nói ở trong bụng thấy người ta làm show rồi mấy em sốc á, có người cứu cho ăn rồi rồi nuôi, mình nói ước gì mình cũng gặp một lần mình được chạm ẵm đụng thật sự trong đời. Trời ơi, vừa nói xong là đi ra, hôm nay chưa lâu, cách đây một vài bữa trước coi show trên YouTube đỡ buồn, thấy mấy em sóc tự động tới nhà rồi ăn rồi đi, rồi ăn rồi tới rồi đi, rồi cái đổi mùa cái trở lại dễ cưng lắm. Coi thấy thương mà thấy hay, mình học những cái điều mới lạ chưa bao giờ thấy trong đời. Thành ra tôi nói trong bụng mà không ngờ là sự thật.